Hồi nào thơm thơm má anh cái cho có động lực à? Thơm má anh cái cho có động lực à? Đúng rồi, mấy em muốn làm gì đâu? Còn em ơi, đùi đấy anh không có động lực đâu. Người nên đùi anh. Không ảnh hưởng gì anh nhé kiểu đâu. Tự nhiên bắt sang phòng kia. Đúng giật nào. Tôi là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn những sâu bên trong. Hai xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Mình là Hà Quốc Sú nhá. Mình là Phương Anh nhá. Rồi các bạn ạ, đây mình có chuẩn bị một cái túi xúc xích và một cốc nước. Các bạn biết làm gì không? Mà các bạn không cần biết đâu, xem video thì sẽ biết. Hôm nay mình gặp Phương Anh sẽ chôn tim đấy các bạn. Chôn tim là mình chôn Phương Anh, mới gặp Phương Anh chôn mình rồi. Hôm nay mình chôn cả tim nhá. Nhá. Đấy các bạn. Thế bây giờ mình sẽ vào đây chuẩn bị mình. A few moments later. Anh ơi. Dạ. Vào đây với anh. Làm gì anh chơi game à? Ở đây chơi game này. Vào đây anh mới có động lực chơi được. Thôi, mày đừng có mồm quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Thương thế, chơi giỏi thế. Anh vừa mới chơi xong chơi giỏi. Đúng không? Có ạ. Chưa chơi đã biết trận này kiểu gì cũng thắng rồi. Có cái lớn đéo bao giờ luôn. Ê, đưa cho tôi, phạm xịt tôi. Đi rồi. Nào. Ây da. Ôi nào, thơm má anh cái cho có động lực à? Thơm má anh cái cho có động lực à? Ây da. Nóng không, nóng không? Mẹ lên mạng rồi. Kệ người ta nói gì? Nhảy anh nhỉ nước cả mặt. Mày có cần lông nha. Móc mắt người ta thì đâm ngứa. Móc được móc rồi. Chơi giỏi đấy. Ui. Siêu không? Siêu không? Ui thì bắn một. Siêu không? Ôi. Chị ơi. Nóng thanh uống nước không? Mày chơi không? Quá, anh nước với. Nước không? Ừ. Em đi tự nước nhá. Anh làm gì em? Nước của tao. Anh nào uống cái gì? Nào, anh ăn nước rồi. Rơm rồi. Rơm của béo cơ mà. Nào, anh ăn nước rồi. Rơm của béo cơ mà. Ghét nhỉ. Đừng còn qua, được. Cậu chi chuẩn đây nhá. Chi, chẳng chuẩn. Ở lưng ngoan thế. Wifi đâu. Ngoan. Anh làm thế, giúp bạn làm gì rồi. Làm người ơi, làm thế anh nhỉ. Đúng rồi, ghét chưa. Ủa, tự nhiên đói đi. Anh ơi, em muốn ăn xúc xích quá. Anh ơi, em muốn ăn xúc xích quá. Em muốn xúc xích. Ủa, xúc xích à? Ủa, rồi, anh không thiếu xúc xích đâu. Rồi, đây, em muốn bao nhiêu xúc xích được. Của anh chỉ có thế thôi. Nhưng mà thôi không sao, nhất là của anh là được. Úc tư vãi lìn. Ngoan, ăn đi. Cút. Ngồi đi, chỉ cảm thấy ảo đây nhá. Ghét nhỉ. Ờ. Ngoan cả mặt. Ai đâu cảm cả mặt. Không mắc nữa, anh mắc cho em. Em không có nữa. Đâu. Đó thế. À đúng không? Ông ăn chích chích ạ. Anh mắc rồi. Đây em đánh thôi ạ. Ê. Ô, kéo kìa. Ngoan nhá. Nào. Con gái giấu đi không còn lấy mất. Cái túi. Mình đừng nhớ nè. Ngoan đâu? Ngoan thế. Ui, xúc xích của anh đúng là tuyệt vời. Nào, anh ăn thử ăn. Ngoan thế nhỉ? Ui ơi. Anh nhận. Anh nhận ra hả? Ôi, sao còn kia thì em làm việc mà. Sang kia. Rồi, ở đây sao đâu, ảnh hưởng gì anh nhất kiểu đâu. Tự nhiên bắt sang phòng kia. Đúng rồi, nào. Buồn lắm em ơi, anh tránh ta nơi đây giờ. Anh đi miếng nữa nào. Rồi, rồi. Sang kia đi. Ngồi đây. Đuổi không em đi, có đuổi của anh à. Đừng có ngoan không? Ngoan thế. Sao cũng sao? Em ra nghỉ đây, quẩy lơi để đấy nhá. Ra đang nghỉ nhá. Sao cũng em ngoan không? Thằng kéo kia có thể nhắm mồm không? Thằng kéo kia có thể nhắm mồm không? Sợ quá. Nào. Ít mạng cho anh hả thư nhỉ? À thư bằng anh ạ, thư bằng anh ạ. Đang hút. Ôi. Quẩy em ơi.
cô đâu? Thật ra em thích con người ta đi. Đúng rồi, em muốn làm gì đâu? Đúng rồi, em muốn làm gì đâu? Vậy em ơi, người đấy anh không có động lực đâu. Mọi người nên đùi anh. Người đấy anh không có động lực đâu. Mọi người nên đùi anh. Này, bố mình dị mình lâu lắm rồi đấy nhé. Sao kia đi, sao 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 đây, sao đây. Sao đây, ngồi lại anh bị nhập đùa năm mấy tí đi này đây rồi chết rồi chồng nước này mày ơi nhìn lắm vào máy mắt à. Tự nhiên hôm nay này hai đứa này. Ê. Ừ. Mà hình như em ngồi gần anh là anh đánh giỏi hơn bao nhiêu sao? Đúng rồi mà. Các bạn trận này thắng rồi. Thôi đi. Không người thắng thế. Nhưng mắt này. Đôi em đúng nước cùng cả luôn. Nước em anh ạ. Anh đừng cố các bạn ơi. Thôi. Chêu để thôi các bạn ạ. Cái video của mình đến đây thôi nhé các bạn nhá. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Rồi lần sau các bạn nghe làm mạnh hơn nhỉ. Mạnh lắm không làm gì được. Không chuyện làm gì nhỉ. Nè thôi. Bye các bạn nhá. Bye bye. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how.